Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể của các bác cũng như quý anh chị đang xem kênh của em Trần Bình Dương. Thì ngày hôm qua em quay lên mẫu 2012 màu vàng cát này, nhận được khá là nhiều lời, nhận được khá là nhiều quan tâm của tất cả quý bác và anh chị kêu em quay chi tiết. Thì hôm nay em Trường xin được phép quay lên chi tiết 3 mẫu xe vàng cát có sẵn bên cửa hàng của em Trường. Là mở đầu là mẫu Innova 2012 bản E chung, em màu vàng cát nha cả nhà. Và mẫu Innova G2010. Đấy, Innova 2010 bản GSR nha cả nhà. Đó, và kế bên đằng sau kia là thêm một mẫu nữa. Đó là mẫu Toyota Vios cũng là màu vàng cát luôn. Đó là 3 mẫu vàng cát bên em Trường có sẵn và mẫu Innova 2014 đó nha. Thì em Trường đi vào chi tiết mẫu xe này luôn. Toyota Innova đời 2012 phiên bản E trung màu ghi vàng, xe form mới nha cả nhà. Xe rất đẹp, biển Đồng Nai, gốc Sài Gòn. Quý khách hàng nào ở Sài Gòn thì mua mẫu xe này không phải tốn 20 triệu tiền phí ra biển nha. Đấy, bởi vì nó gốc Sài Gòn rồi cho nên đời 2012 mà phí ra tên bây giờ nó chỉ rơi vào tầm 3,8 triệu thôi nha cả nhà nha. Đấy, do xe rất đẹp. Đấy, xe về rất nhiều luôn nha cả nhà. Đấy, sơn si màu ghi vàng. Đấy, xe được trang bị trên hệ thống phanh ABS túi khí an toàn, ba dàn lạnh trên siêu xe, mọi chức năng hoạt động khá là tốt. Xe được dán full phim cách nhiệt, xi nhan trên gương, tay cửa dán inox đầy đủ hết. 2012 nha cả nhà. Đấy, xe được ô nè. Đấy, có xe trang bị trên mình là túi khí an toàn đầy đủ hết luôn nha cả nhà. Đó. Đời 2012 nha. Đó, đời 2012 nè. Ghế da zin nguyên bản nha cả nhà. Đó, ghế da zin nguyên bản. Đó, xe trang bị túi khí. Màn hình Android loại 7 inch loại xịn nè. Có kem hành trình luôn nha cả nhà. Đó. Xe trang bị trên mình hệ thống là gương kính chỉnh điện nha. Đây, hệ thống gương chiếu hậu chỉnh điện nè. Đầy đủ hết luôn nha cả nhà. Đó, gương kính chỉnh điện luôn nha. Đó, đời cao đăng kiểm dài, keo sùng chỉ thì miễn ban. Đấy, lớp len thì dày cui. Đó, lớp len thì dày cui nha. Đấy, cả nhà coi nè. Lớp len dày cui hết. Đấy. Cả nhà thấy chưa? Đẹp tuyệt vời. Đấy, bê vàng lạnh zin theo xe nha cả nhà. Đấy, bê vàng lạnh zin theo xe hết luôn. Đấy, cả nhà thấy chưa? Đẹp tuyệt đối nha. Quá tuyệt vời cho mẫu xe này luôn. Đấy, sàn bọng luôn nè. Đấy, sàn bọng thì mới tinh, lớp len thì dày, dán full phim cách nhiệt nè. Đó, xe có gạt mưa sâu đồ luôn. Đấy, xe nhìn rất đẹp luôn cả nhà. Đó, ốp mẹ rồi rất là ken luôn nha. Đấy, cả nhà mua về là sử dụng không phải làm gì thêm. Mâm là mâm phay xước nè. Đấy, lớp len là dày nè, gầm bệ vô biết luôn nè cả nhà coi nè. Đấy, vô chưa rỉ sét này nha. Đó, vô còn chưa rỉ sét luôn. Đấy, màn hình màn hết đồ là full hết luôn nha cả nhà. Đó, 2012 mà đời cao, giá thì mềm nữa. Đấy, mình mua về là mình sử dụng thôi không phải làm gì. Đấy, gai vân tắp bi rồi nè. Đấy, dày cua luôn nha cả nhà thấy không. Đấy, nguyễn ba. Đấy, sơn suy đẹp không một vết xước luôn. Đó, khách hàng mua về là sử dụng thôi, nói chung là không phải làm gì thêm đâu, máy móc của nó thì miễn bàn nha. Đây, xin mời cả nhà cùng em xem sơ qua phần máy móc của nó nha. Đây, máy móc của nó nè, cả nhà mình miễn bàn luôn. Đấy, keo sùng chỉ, keo vô rồi, cả nhà coi thấy không, tuyệt vời. Đấy, khung thanh khung dằn rồi nè. Đấy, không lỗi lầm gì nha cả nhà. Đó, đời 2012 nha. Hệ thống phanh ABS đây. Đó, hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng cả bốn bánh kia nha. Máy móc thì khô đét sạch sẽ nè, bên em Trường đã rửa ra rồi. Đó, cả nhà thấy chưa, sạch bưng luôn. Đấy, máy móc miễn bàn. Thì máy móc là bên em Trường bảo hành 1 năm nha. Đấy, nhớt mới là bên em Trường khi bước khi bàn giao xe sẽ thay nhớt máy mới cho cả nhà mình. Rồi thay 4 bu ri, vệ sinh hết họng ga. Đấy, máy móc khô đét sạch sẽ luôn nha cả nhà. Rồi, giá thành cho mẫu Innova 2012 e bản E chung này bên em Trường chào bán với giá là 290 triệu đồng. Bao ký ý quyền, hoặc rút hồ sơ gì đó tùy nhà mình. Nha cả nhà, nhớ đăng ký kênh và cho em Trường một nút like nha cả nhà nha. Rồi. Và mẫu xe này thì bên em Trường đã quay qua rồi, em xin báo giá lại thôi. Innova 2010 phiên bản GSR màu vàng cát,
đó, mà GSR thì nó có bể bước chân, đuôi cá đồ nha cả nhà, đó là zin theo xe chứ không phải là độ gì hết đó. GSR đối với mẫu nguyên bản GSR này bên trường chào bán nhà mình với giá là 290 triệu đồng, 290 triệu đồng nha. Ở 290 triệu đồng, xe rất đẹp luôn cả nhà ơi, cũng có màn hình camera là hành trình, camera đầy đủ hết nè, đó túi khí rồi nha, nhìn rất là đẹp này, ken luôn cả nhà. Đó bể bước chân mâm phay xước nha cả nhà, đó nội thất của nó nè, ở ba vàng lạnh zin theo xe. Đó chiếc này thì bên em trường đã có quay chi tiết rồi, cả nhà ấn vào kênh của em trường để xem chi tiết giùm em nha. Đây quay lại em báo ghế thôi. Đó xe nhìn rất đẹp luôn rồi. Và đằng sau là một mẫu Toyota Vios đời 2015 E bản đủ nha cả nhà. Thì Vios nó cũng có hai bản, đó là bản đủ và bản thiếu. Thì đây là bản đủ nè, biển Bình Dương đó, 215 E màu bản khác luôn. Đấy, xe rất đẹp luôn cả nhà ơi, 215 E bản đủ nha. Xe thì cũng được chủ nhân của nó, xe thì cũng được chủ nhân của nó lên màn hình OLED nè, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết đó. Trang bị trên mình hai túi khí an toàn đó, cái nhà thấy chưa, hai vùng điều hòa độc lập ở bảng E đó, nội thất màu đen có theo logo Toyota rất là đẹp luôn đó. Cái nhà coi nè, ở trần 3D dán full film cách nhiệt rồi nha, rất là đẹp luôn. Toyota Vios E đời 2015 ở xe nhìn rất là đẹp, màu ghi vàng nha cả nhà, nước sơn zin của nó còn trên 90%. Đấy, cả nhà mua về là sử dụng. Xe trang bị cho mình hệ thống phanh ABS, hai túi khí, cái bốn bánh luôn nha. Rồi phanh đĩa cái bốn bánh luôn nè. Đó, khóc cua lốp đồ đẹp lắm cả nhà ơi. Miễn bàn. Thấy không? Máy móc rồi nè, khô đét sạch sẽ luôn. Cả nhà thấy không? Máy móc của dòng Toyota Vios E nha. Phanh ABS nó nằm kia nha. Đấy. Phanh ABS nó nằm đằng sau kia. Đó. Rất đẹp luôn. Đấy, cả nhà thấy không? Toyota Vios E 2015 giá nó là 315 triệu nha, có bớt lọc lé khi xem xe trực tiếp tại cửa hàng rồi. Và nếu mà các hàng thích bản đủ thì có con này Innova đời 2013 E bản đủ màu ghi bạc đó, xe một chỗ mua mới từ đầu, không taxi, không dịch vụ. Chiếc này thì bên em chào bán với giá là 359 triệu nha, có clip chi tiết trong kênh, các bạn vào xem giùm em đó. Và đây là mẫu Innova 2016 phân mới biển Sài Gòn. Thì con này bên em chào bán với giá là 515 triệu nha. 2018. 2018 thì bên em có một bạc nè, màu đồng ánh kim rồi, đầy đủ hết luôn. Đó, con này là 2016 nha. 2016 nè. Đó, phân mới biển Sài Gòn. Con này bên em chào bán với giá là 515 triệu nha cả nhà. Đó, xe đẹp bao chết tết toàn quốc luôn. Đấy. Vô lăng phủ số là miễn bàn. Đấy, cả nhà coi. Đấy, mấy con này là có clip chi tiết rồi. Cả nhà ấn vào kênh của em kéo xuống xem giùm. Đấy, Fortuner máy dầu số sàn 498 triệu. Ở Fortuner em có 5 mẫu, 2014, 2015 đăng ký lăn bánh 2016. Rồi nữa, rồi tự động máy xăng rồi đó nha cả nhà. Đấy, rất là nhiều luôn. Thì thôi, em xin khép lại video tại đây nha cả nhà.